Good morning mọi người, hôm nay anh sẽ chơi cái trò là chuốt lông mi mà không cần dùng mascara nha. Để coi nó sẽ last được bao nhiêu lâu, kéo dài được bao nhiêu lâu nha mọi người. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cái Vaseline. Cái Vaseline này hình như mọi người mua ở đâu cũng được đó, hình như 30-40 ngàn, 50 ngàn gì đó. Và một cái đồ bấm mi. Cái này anh sử dụng của Shu nha mọi người. Ok, let's try it on. Ok, đầu tiên thì đương nhiên mình phải sử dụng Vaseline rồi. Ui, không biết cái này nó có ra hệ thống cống rãnh gì không ta. Eo, đẩy lên mặt rồi. À, ok, chúng ta sẽ hở ấy đều ra tất cả các sợi mi. Oh my god. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm mi. Ok, bây giờ bấm thử lên coi. Oh yeah. Sợ quá, sợ quá. Ok, bây giờ để thử bỏ ra coi nè, hồi hộp á. Oh my god. What the fuck. Trời ơi. Cong quét lên luôn nè mọi người, cong quét lên. Cái bên này là anh chưa có trải nha. Oh my god. Để anh thử luôn bên kia. Oh my god. Mọi người nhìn nè, nó cong vuông. Nhưng mà có một cái khuyết điểm là nó rất là tèm nhem nha mọi người. Nó tèm nhem trên dưới đó mọi người thấy hả? Mắt nên nó bóng, nhưng mà cũng là một cái ạc á, kiểu trong veo xong mắt bóng mọi người, rất là đẹp. Nhưng mà để coi là nó kéo dài được bao nhiêu lâu nha. Bây giờ là 11 giờ đó, ngồi giờ sáng. Để coi em nó không được tới bao nhiêu lâu nhé. Chỗ này có hàng lông mi. Cái này chỉ để hả mặt mộc rồi bấm thôi nha mọi người. Chứ mà make up mà bấm kiểu này là nó tèm lem ra luôn nha mọi người. Bị mê cái lông mi. Ủa, ở ngoài thì nó cong vuốt mà sao qua lên đây không thấy nó cong vuốt nhỉ? Và bây giờ là 2:37 là đã chắc đã được 2-3 tiếng rồi mọi người. Và lông mi vẫn rất là cong nha. Wow. Cái này anh thấy ok nha mọi người. Tức là mọi người không cần phải chuốt mascara đâu. Mọi người cứ chơi cái này đi. Là ra đường ok. Tại vì bây giờ anh chuẩn bị ra đường mà nó sắp mưa nữa, nên hả không dám đợi để bắt công review là nó chảy, nó xìu hết xuống, mưa dập vô mặt nữa. Cho nên là ngưng nghĩ chứ nó không có đứng được đâu mọi người. Nhưng mà hả cảm thấy rất là đẹp. Và cái này là mọi người chỉ nên để mặt mộc mới làm nha. Trang điểm vô là tiêu luôn cái lớp make up nha. Và hơi bị tèm nhem cho mắt, vẫn bóng nhưng anh thấy vẫn đẹp nha. Anh thấy đẹp nha, còn mọi người không biết sao. Tại vì bình thường á, make up á cũng sẽ có những cái hở kỹ thuật là mình đánh bóng cái con mắt phần trên nè. Nếu bạn nào make up thì cũng có biết. Đó, thì cái này nó bóng luôn rồi, quá đẹp rồi. Ok, lần sau mình sẽ thử một cái khác. Bye.